đúng là không cần sĩ diện. Truyền lệnh, toàn quân dừng lại, tập trung ở cổ lăng, chuẩn bị nghênh chiến. Đại ca, quân của đệ đã đi được một đoạn đường khá dài, các binh sĩ đều rất mệt mỏi, lại thêm nhớ nhà. Nếu vào lúc này lại đột nhiên nghênh chiến, e rằng không có lợi cho quân của đệ. Ta vẫn luôn chờ đợi trận quyết chiến này, nhưng mà chưa có cơ hội thôi. Được, bây giờ ta ký hiệp ước ngừng chiến. Lưu Bang lại dám bội tín bội nghĩa, là đánh lén sau lưng ta. Lần này không lấy được đầu của hắn, ta không cam tâm. Đại Dương, chúng ta đã lâm vào rừng cung rồi, mau chóng rút quân vào Bành Thành đi thôi. Mọi tướng quân nói sai rồi, chúng ta chỉ có cách đánh chính diện với quân Hán mới mong giành chiến thắng. Lưu Quán nghe miệng đi. Hạng Dương, chẳng đánh chính diện quân Hán, chúng ta sẽ không thể chịu thiệt. Vậy ngươi nói cho ta, tại sao hắn lại phát động tiến công? Hắn muốn chết sao? Chỉ e là Lưu Bang đã đoán được kế sách của ta. Lưu Bang lâm vào cảnh chó cùng rứt dậu, hắn đang đánh cược, hắn muốn thoát khỏi chúng ta, chờ đợi quân cuối diện của Hàn Tín và Bành Việt đó. Lưu Quán tướng quân, nhưng mà bây giờ chúng ta căn bản chưa biết được quân cứu diện của Bành Việt và Hàn Tín hiện đang có động tĩnh gì. Đại Dương, mau chóng rút lui thôi, nếu không thì ngay cả đường lui cũng không còn, chúng ta chỉ còn con đường chết thôi. Chúng ta phải đánh cho Lưu Bang tan tác, làm cho Hàn Tín và Bành Việt không còn cơ hội lựa chọn. Hàn Dương, ngài hạ lệnh đi. Quân sợ đánh trận, chỉ tiến không lui. Bổn Dương đã quyết định sẽ dùng kế sách của Lưu Quán, quả tốc đánh bại quân Hán. Dạ, dạ. Có thể triển khai trận chiến với Lưu Bang luôn là mong muốn mà Hạng Vũ ấp ủ từ lâu. Với phẫn nộ thêm hưng phấn, quân Sở đã chiến đấu với sức mạnh rất đáng sợ. Hạng Vũ xung phong đi đầu, làm gương cho các binh sĩ. Quân Hán nhanh chóng rơi vào tình thế sụp đổ. May mắn được quân của Chu Bột toàn lực chống đỡ, đội quân chủ lực của Lưu Bang mới có thể an toàn rút về thành Dương Hạ. Lưu Bang hạ lệnh bảo vệ thành, đồng thời tăng cường phòng ngự, đóng cổng không ra ngoài. Thư gửi cho Hàn Tín và Bành Việt cũng hơn chục ngày rồi, tới bây giờ hai cái tên đó vẫn không có chút động tĩnh gì. Người khác chỉ biết trông ngóng chờ đợi. Trận này chúng ta vẫn phải đánh, chuẩn bị lương thực đánh lại bọn chúng, liều chết một phen. Chúng ta đã thất bại bao nhiêu lần, không cần để ý tới lần này. Hạng Vũ và chúng ta tình hình không giống nhau, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, nhất định là có thể thay đổi tình thế. Trận chiến này với Hạng Vũ nhất định phải đánh. Chúng ta nhất định phải cho Hạng Tín, Bành Việt và cả Hạng Vũ biết rằng chúng ta vẫn có thể đánh thắng. Tên khốn Lưu Bang này là tìm chỗ để lẩn trốn, vừa mới đánh trận là như rùa trục cổ. Đại ca, chỗ lương thực vừa rồi chúng ta mang về từ Bành Thành lại sắp hết nữa rồi. Tăng cường tiến công. Bành Việt, Hàn Tín bọn họ có động tĩnh gì không? Do thám ở Đức Lương vừa trở về, Bành Việt không hề xuất binh. Hơn nữa điều kỳ lạ là thám mã mà chúng ta phải tới nước Tề không một ai trở về cả, cho nên Tử Kỳ cho rằng chỉ bằng chúng ta hãy nhân cơ hội này rút về Bành Thành, như vậy may ra còn có cơ hội thay đổi. Không, không thể đi. Lần này ta tuyệt đối không để cho Lưu Bang sống sót rời đi. Đại ca, Quynh những chưa chịu từ bỏ ý định này sao? Quynh không thể không biết, chứ chỉ là tìm đường chết là sự thương vong vô ích. Những người chết là những chiến sĩ từng tham gia hàng trăm trận chiến. Đại ca không đau lòng sao? Bọn họ nguyện đi theo chúng ta,
đã quyết định vận mệnh của chính mình rồi. Tử Kỳ chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là chết một cách nhục nhã. Truyền lệnh của ta, tấn công Dương Hạ. Đại Dương, Đại Dương, người của Bành Diệt xuất hiện rồi. Bành Diệt, à, người đang ở đâu? Đi lối tắt sao, đang đi về hướng Bành Thành. Được. Phản khoái đâu? Phản khoái đã rời khỏi thành Dương Hạ, thành trì đã bị Hạng Vũ chiếm rồi. Đại Dương, chúng ta chỉ có cái dốc này để phòng thủ thôi. Hạng Tín có tin tức gì không? Người ngựa chúng ta phái đi, tới giờ vẫn chưa về. Phản khoái tới thủ thành Dương Hạ, Hạng Tín lại không tới. May sao có Bành Diệt tóm được lương thực của Hạng Vũ, giải được thế nguy của chúng ta. Nhưng chỉ có mình Bành Diệt cũng không thể địch lại được Hạng Vũ. Bành Diệt, lẽ nào hắn từ trên trời rơi xuống sao? Bành Diệt đi theo đường vòng nên do thám của quân ta căn bản không thể phát hiện được hành tung của hắn. Bây giờ hắn đang tiến tới Bành Thành rồi. Đại Dương, Đại Dương, không hay rồi, bên phía quân của thần xuất hiện đại quân của Hạng Tín. Cái gì? Không thể nào đâu. Nếu nói Bành Diệt tránh được do thám của chúng ta thì còn có lý, bởi vì hắn chỉ có một vài nhân mã, nhưng mà đại quân Hạng Tín từ nước Tề tới đây tuyệt đối là không thể nào. Ta tận mắt nhìn thấy. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, chẳng phải sai các người tới nước Tề do thám sao? Mắt mù hết rồi hả? Chẳng phải ngày sau chúng tôi tới đất Lương sao? Chúng tôi đi về hướng Bắc, từ huyện Ngu tới Sơn Ấp, đi đi lại lại mấy lần liền, nhưng mà không thấy bóng dáng một binh lính nào hết. Chuyện này giải thích sau đây. Ai kêu các người tới đất Lương vậy hả? Là Lưu Quán đại nhân. Đại ca, để sẽ đưa Lưu Quán tới đây. Không cần nữa, hắn sớm đã chạy trốn rồi. Bất luận hắn chạy được tới đâu, để nhất định bắt hắn về. Bắt kiểu gì? Hắn sớm đã chạy về với Lưu Bang rồi. Đại Dương, hiện nay chúng ta trước sau đều có địch. Quý bốn, đại quân của Hạng Tín còn cách chúng ta bao xa? Trước khi trời tối sẽ tới nơi. Chọn ra 1000 tinh binh, người nào giỏi cung xạ nhất, đi theo ta lấy đầu Lưu Bang về đây. Đại Dương, thần đề nghị nên lui về Bành Thành. Người không hiểu rõ Lưu Bang rồi, hắn là loại tướng quân bỏ chạy. Chỉ cần chúng ta đuổi được Lưu Bang, lui về nơi dốc cao phía thành Tây, quân Hán cơ hệ rút lui thì chúng ta đối cùng giết tận. Hạng Tín Bành Diệt dù có giỏi tới đâu cũng không thể cứu được Lưu Bang. Dạ. Hạng Tín? Đúng. Trinh sát báo về trước khi trời tối Hạng Tín sẽ tới hậu phương của Hạng Vũ. Trước khi trời tối à? Nhưng mà bây giờ Hạng Vũ đích thân giữ 1000 cung thủ bắt đầu tấn công, chúng ta không đấu được đâu. Hay là tạm rút về phía Tây? Phía Tây chúng ta không thể đi được. Đại Dương, tuyệt đối không được đâu. 5 vạn, 10 vạn, 10 mấy vạn binh mã quân Hán được chết rồi, lính có thể gây dựng lại. Nhưng mà lỡ như Đại Dương chết thì chúng thần cũng xong đời luôn. Sao ngươi lại không hiểu chứ? Chúng ta đâu phải chỉ bại có một lần, cũng chẳng quan tâm lần này có bại hay không. Chúng ta chạy trốn cũng đâu phải chỉ có một lần, nhưng mà lần này chúng ta không thể chạy. Đợi trời tối, đợi Hạng Tín bày trận. Ôi, Đại Dương, Đại Dương, nguy hiểm đó. Đại Dương à, Hạng Vũ, Lưu Quý ta ở đây, chẳng phải người muốn giết ta hay sao? Tới đây. Ôi Đại Dương, ôi Đại Dương,
Đại Dương à? Ô, Đại Dương. Đại Dương. Ô, Đại Dương. Ô, Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại ca, 1000 mũi tên dùng sắp hết rồi, rút lui thôi. Đã tới nước này rồi, ta không để cho hắn thoát nữa. Vậy phải làm sao đây? Đại Dương. Đại Dương, quán anh tiên phong của Hàn Tín đã giao đấu với quân chúng ta rồi, chúng ta rút về hướng nam thôi. Đại Dương, tránh thủ đã bị kỵ binh của Hàn Tín phá rồi, không còn thời gian nữa. Còn không đi, toàn quân sẽ bị giết sạch đó. Ê, nè, bắn không trúng. Bắn không có chúng ta. Bắn lại đi. Tiễn. Đại ca, mau rút thôi, còn không rút thì không kịp nữa đâu. Đại Dương. Đại Dương, đừng do dự nữa, mau rút lui đi. Toàn quân rút về hướng nam. Rút lui. Rút về hướng nam. Nhanh, rút đi. Nè, đừng có chạy chứ. Không có chúng ta, người bắn không có chúng ta. Như không phát hiện ra tảng băng kia, e là tất cả nước chúng ta cũng tìm không ra. Đại Dương, lại thiếu lương thực rồi. Với thời tiết giá lạnh thế này, nếu cứ như vậy, các binh sĩ có lòng mà trụ vững được. Các huynh đệ, cố gắng trụ vững. Chỉ cần tới được Bành Thành, mọi người nhất định sẽ được ăn no. Ăn tới no bụng thì thôi. Đại Dương, còn 500 dặm nữa, lại không đủ lương thực. Nếu hành quân liên tục thì cũng mất hơn 7-8 ngày. 3 ngày nữa, cố gắng trụ trong 3 ngày nữa là được rồi. Đâu? Báo, thả bom Đại Dương. Nói đi. 30 vạn binh mã của Hàn Tín đã xuống phía nam. Binh mã của Bành Việt cũng bỗng dưng xuất hiện gần chúng ta. Còn nữa, tiên phong của Hàn Tín và Bành Việt đã bao vây Bành Thành rồi. Lưu Bang quả nhiên khoan hồng đại lượng. Bao nhiêu người? Khoảng chừng 40 vạn. Chỉ tính riêng người của Lưu Bang đã có hơn 10 vạn rồi, có thể sẽ tăng. Tôi đi. Dạ. Bành Thành đã không thể quay về được nữa rồi. Đại Dương, vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đi? Vừa hay, để quân Hán được mở mang tầm mắt, quân Sở chúng ta có bản lĩnh ra sao? 10 vạn địch 60 vạn. Tử Kỳ,
Ngươi đi tìm một nơi có địa hình thích hợp. Đại ca, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước. E rằng mười mấy dặm đường về trước cũng đều là những vách núi nối dài như thế này thôi. Hơn nữa dân cư thưa thớt. Dựa lưng vào những vách núi này, dựng liều cắm trại. Ở lối vào dựng một cái cổng. Chúng ta chỉ còn cách trong lúc phòng thủ tìm ra điểm yếu của quân Hán, tập trung tấn công vào đó thì nhất định có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần chúng dám tấn công, ta nhất định có thể phá được vòng dây, tìm được Lưu Bang, lấy cái đầu của hắn xuống. Dạ. Nơi này tên là gì? Cai Hạ. Cai Hạ. Sử sách sẽ ghi lại Hạng Vũ tại Cai Hạ 10 vạn địch 60 vạn, đại thắng. Nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi tại chỗ. Tề Dương dùng bữa. Tề Dương dùng bữa. Bẩm tướng quân, trận này Hán Dương lệnh tập hợp toàn bộ binh mã và phó hết cho tướng quân, thống nhất điều động chỉ huy. Ta Hồng Ân, Hán Dương, không làm người thất vọng. Dạ. Hoàng Tính đang dẫn binh tới đâu rồi? Cách Cai Hạ còn khoảng chừng 10 dặm. Được, chúng ta đi từ từ. Hoàng Tính vẫn luôn muốn cùng Hạng Vũ tranh giành cao thấp. Chúng ta cứ đứng ở ngoài hưởng công thôi. Dạ. Lưu Bang không đích thân tới nghênh đón ta, chẳng ra thể thống gì cả. Chua. Chua. Hàng Tính của gia chậm trễ, xin đại dương giáng tội. Nào, Tề Dương, đứng lên. Tề Dương, ngươi tới thật tốt quá, quả nhiên cứ chờ ngươi mãi. Tề Dương của ta, ngươi tới đúng lúc lắm. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng thiên hạ. Trận này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng thương nghị một chút. Nào đi. Dạ. Hàng Tính đất thân dẫn 15 vạn quân mã quân Tề làm quân đội tiên phong. Lưu Bang cũng dẫn toàn quân chủ lực theo sau. Chu Bột và Phàn Khoái đi theo ngay phía sau Lưu Bang. Hàng ngũ quân đội khí thế dũng mãnh tiến tới Cai Hạ. Quân Hán đã hợp dây. Thời khắc cuối cùng của Hạng Dương đã tới. Năm 202 trước công nguyên, Hạng Vũ soái lĩnh 10 vạn quân Sở rút lui về Cai Hạ. Tề Dương Hạng Tính từ phía nam đất Tề, Lương Dương Bành Diệt từ phía nam đất Lương về phía tây hội ngộ với quân Lưu Bang. Cửu Giang Dương Canh Bố, Hán tướng Lưu Giả hội ngộ với phản tướng nước Sở Đại Tư Mã Chu Ân cùng lên phía bắc. Hợp kích Hạng Vũ, Lưu Bang đích thân soái lĩnh 20 vạn quân từ Cố Lăng đi về hướng Tây, thành năm cánh quân Hán, hợp lại thành 60 vạn đại quân, hình thành thế từ Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, bốn hướng hợp lại bao vây quân Sở.
Đại ca, nói thật lòng đệ có chút hơi lo. Cai Hạ này giống như một cô đảo vậy. Đúng vậy, cho dù Lưu Bang không tấn công, chúng ta cũng không trụ được. Không cứu viện, không lương thảo. Vậy tại sao chúng ta lại tu sửa công sự ở đây? Ta chính là muốn nói với Lưu Bang, cho dù chúng ta ít người, không lương thảo, nhưng cũng có thể giao chiến với hắn. Trên núi Quảng Vũ, tại cố thành Dương Hạ, tên tiểu nhân Lưu Quý giống như một con chuột vậy. Cả ngày ở trong sơn động không dám ló mặt ra ngoài. Bây giờ hắn có lương thực rồi, binh cũng nhiều rồi. Xem ra bây giờ muốn quyết chiến với chúng ta cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà tại cái hả, ta sẽ kết thúc hết tất cả. Đại Dương, ngày càng có nhiều binh sĩ men theo vách núi mà chạy trốn. Núi Quảng Vũ, Cố Lăng, Dương Hạ, Thanh Phu, càng nhiều binh sĩ chạy về phía Chu Ân, thậm chí phía tên Lưu Tặc. Chúng ta vốn dĩ lợi ích địch nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không địch được nữa đâu. Đồng bào thủ túc rơi vào trận địch. Đại Dương, Mạc tướng sẽ dẫn quân đuổi theo, chặt đầu mang về, đem nó treo lên mỗi pháo đài, lấy đó làm gương. Để một chút. Thôi đi, cho bọn họ một con đường sống. Mọi người có còn nhớ hay không, ban đầu chúng ta có bao nhiêu người? 300. 300 người mà có thể chiếm được Giang Sơn. Ta có mọi người là đủ rồi. 60 vạn này cứ Lưu Bang có là gì chứ, còn không bằng một nửa của mọi người. Hả? 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 Hãy mau đi chuẩn bị nghênh đón Lưu Bang đi. Dạ. 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 Đại Dương, ta hứa với nàng, đây sẽ là trận cuối cùng. Cuối cùng người cũng không muốn đánh trận nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời ta không muốn đánh trận nữa rồi. Những năm qua ngày nào cũng sống trên lưng ngựa, còn về cuộc sống của bá tánh ta lại không quan tâm nhiều. Đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ an ủi lòng dân, thiên đãi thật tốt cho bá tánh, sẽ không còn chiến tranh nữa. Đợi trận chiến này kết thúc, thiếp sẽ ngày ngày ở bên người. Chúng ta phải cố gắng sống sót qua trận chiến này.
nhìn thấy quân Sở hợp lực tại Tuy Khê, cờ hiệu đổi hết lại thành cờ Đại Hán. Bắt đầu từ hôm nay, không được gọi ta là Tề Dương, gọi ta là Hàn Tín Đại Tướng Quân. 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 Hàn Tín. Tề Dương, trận đánh này liên quan tới chuyện Hán Dương có thể bình định thiên hạ không? Do đó, có những lời khó nghe tôi cũng phải nói thôi. Tôi muốn nói cái gì? Ông lo lắng một tên chấp kích lang từng ở doanh trại quân Hàng Vũ bị mỉa mai chê cười như ta đây, trong phút chốc trở thành một đại tướng quân nên có chút nôn nóng sốt ruột, muốn quyết chiến với hắn ta một trận phải không? Vậy ông nói 150.000 binh mã của ta đánh với 150.000 binh mã của hắn là nộp mạng sao? Tôi không phải có ý này. Tất nhiên phải quyết chiến đá chọi đá với hắn. Không phải ta chết thì là hắn chết, không phải bọn họ chết thì là các ngươi chết. Như vậy rất công bằng. Ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Tề Dương, vậy ngài có kế hoạch rồi phải không? Ta vẫn còn đang suy tính. Cho. Chop!
giết cô ta. Yeah!
Mở cổng. Tướng quân, tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy nương tử và con trai tôi. Tôi thấy nó đúng là mập mạp. Đợi nó lớn lên rồi phải kêu nó theo người đi đánh trận. Đáng tiếc, Hàng tướng quân, tôi không thể góp sức cho người nữa. Tôi thương quá nặng rồi, phải tới phía sau lều nghỉ ngơi. Tôi không sao, tôi có thể ra trận. Khiến ra sau lều. Không, tôi vẫn có thể ra trận. Ra sau lều nghỉ ngơi đi. Không cần. Ra sau lều đi. Hỡi các huynh đệ, hãng quân cho tập kích. Hãy để bọn họ tới không được dây. Giết! Chúng Liên Bối, thị trưởng giữ trại Đông Môn. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội khiên ở phía trước, đột kích ở phía sau, cung tiễn thủ bắn tiễn về hướng núi. Ngươi hãy ráng lên. Cô yên tâm, tôi còn đánh được. Tôi nhờ cô giúp việc này được không? Tôi muốn cô giúp tôi nói giúp ở trước mặt của đại dương. Tôi còn muốn theo đại dương tiếp tục đánh trận. Người ráng chịu một chút, ta giúp người băng bó lại vết thương. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Mau đưa thương binh qua bên đó, vào lều trại bên đó nghỉ ngơi đi. Dạ. Qua bên đó. Nhanh lên. Đại ca, phiên quân ta đánh lùi sự tập kích của quân Hán, nhưng mà lại bị tổn thất rất nghiêm trọng. Đại dương, ngựa chiến và lương thực của chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng. Đại ca, hỡi các tướng sĩ, Hán Dương Lưu Bang thực tính bội nghĩa, dùng thủ đoạn gian xảo để giành được sự thắng lợi tạm thời, nhưng mà người vô đạo này nhất định sẽ có ngày hắn bị diệt vong. Các hảo huynh đệ của ta, sự ngoan cường và dũng khí này đã ngăn được sự tiến công của kẻ địch. Các tướng sĩ đều rất giỏi. Hạng Vũ ta xin thề, chỉ cần của ta ở đây thì tuyệt đối không để quân Hán đắc ý. Chúng ta nhất định có thể đánh ra ngoài. Đánh ra ngoài! 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 Đánh cũng không cho đánh, giết cũng không cho giết, chỉ đứng ở đây đánh trống hô hào. Đại dương, ngài làm vậy là có ý gì đây? Ông lo không có kẻ địch cho ông giết sao? Đợi sau khi mặt trời mọc thì binh mã cánh trái phải ra vẻ như tấn công. Nhớ kỹ, Hạng Vũ tấn công cánh trái thì binh mã cánh trái phải lui. Lúc này binh mã cánh phải tấn công lịch, Hạng Vũ đỡ cánh phải thì binh mã cánh phải phải lui. Binh mã cánh trái tấn công lịch, để hắn buồn ba tới lui.
Hàng Vũ muốn thắng hơn cả ông nữa. Truyền lệnh, không có lệnh của ta, không được dừng đánh trống hô hào. Tất cả hãy nghe đây, không có mệnh lệnh thì không được dừng đánh trống và hô hào. Các quân đệ đã nghe rồi. Đại Dương, cả ngày chàng chưa có ăn gì, chàng ăn một chút cháo đi. Hôm nay nàng chỉ ăn cái này thôi sao? Cái này ăn được mà. Khổ cho nàng rồi. Ta ra ngoài xem thử. Cầm lấy. Nàng ăn trước đi. Tại sao người lại khóc? Đại Dương, tại hạ không khóc vì mình, mà khóc vì Đại Dương. Vậy thì càng không cần thiết. Nếu trời muốn diệt ta, khóc thì có ích gì chứ? Không được khóc, phải giống một nam tử hán. Dạ. Báo, Hán Dương phải sẽ giải được thư tới. Trảm đi. Dạ. Cảnh tượng này từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của ta. Khắp nơi đều là quân Hán bao vây ta, tấn công ta, tiêu diệt ta. Thật hùng tráng biết bao. Giống tần phục sở. Giống tần phục sở. Giống tần phục sở. Giống tần phục sở. Tố sao hào kiệt trang trí vân châu. Thiên đế chi giới. Chư
Báo Tề Dương, phát hiện hai đội binh mã quân sở đi về hai hướng khác nhau. Hàn Vũ đi về hướng nào? Còn chưa rõ nữa, chỉ thấy cờ vua hình như đang đi về hướng bắc. Phía bắc là muốn chết rồi. Đội còn lại thì sao? Đội binh mã còn lại đang đi về phía sông Hoài. Sông Hoài? Dạ. Muốn vượt sông Hoài, qua được sông Hoài là tới Âu Giang. Phía nam Âu Giang là Giang Đông. Tào tướng quân dẫn binh mã của người tới thẳng sông Hoài, chặn đường Hàng Vũ. Dạ. Nhớ rõ, bắt sống mới là thắng. Tôi hiểu rồi. Các tướng sĩ, chúng ta đã bị bao vây khắp nơi, lương thảo cũng gần cạn kiệt. Cứ kéo dài tình hình như thế này, không cần đợi quân Hán tới, chúng ta cũng đã chết đói ở đây rồi. Trung Ly muội nguyện bảo vệ đại dương thoát vòng vây. Nguyện cùng đại dương phá vòng vây. Nguyện cùng đại dương phá vòng vây. Các tướng sĩ hãy đứng dậy. Ai là con trai duy nhất? Hãy đứng ra. Gia đình vẫn còn con nhỏ, hãy đứng ra. Hàng Vũ ta, Hàn Vũ ta chiến đấu chưa bao giờ nhận thua, nhưng lần này và trước đây không giống nhau. Trận này thương vong trầm trọng, gian khổ vô cùng, mọi người cũng đã tận lực rồi. Ta muốn mọi người hộ tống già trẻ và phụ tử trong quân đột phá vòng vây phía bắc. Chúng tôi nguyện chết vì tướng quân. Không, ta muốn mọi người phải sống. Thứ Lưu Bang muốn chỉ là cái đầu của ta mà thôi. Ta sẽ dẫn theo số tướng sĩ còn lại công kích từ phía đông nam, đánh lạc hướng quân Hán, thêm thời gian cho mọi người. Đợi mọi người phá vòng vây thành công, dứt bỏ tất cả, tiếp tục quay về Giang Nam đi. Chúng tôi nguyện sống chết cùng đại dương. Không thể nói chết dễ như vậy được. Máu của người sở chúng ta đã rơi đủ nhiều rồi. Chúng ta đã đánh bại được người Tần hùng mạnh, đã rửa sạch nỗi nhục nhã trước đây. Chúng ta đã nở mặt nở mày với liệt tổ liệt tông. Các huynh đệ, mọi người đã thể hiện anh dũng phi phàm. Mọi người đã chứng tỏ được bản thân không hẹn với danh xưng của người sở. Nhưng chỉ đáng tiếc, thời gian ta và mọi người ở cạnh nhau quá là ngắn ngủi, không thể dẫn dắt mọi người làm nên đại nghiệp quy hoàng hơn. Thiên hạ rộng lớn, ta tin rằng
nhất định có chỗ cho mọi người dung thân. Có điều ta muốn mọi người nhớ lấy một chuyện. Ta muốn mọi người phải nhớ kỹ một chuyện. Cho dù mọi người có ở đâu, mọi người là người Sở. Là người Sở đáng tự hào. Là người Sở hùng mạnh. Là người Sở bất khả chiến bại. Đừng khóc nữa. Không có gì đáng khóc cả. Mọi người có sợ chết không? Chết chẳng có gì phải sợ cả. Chết đi vốn dĩ chỉ là chuyện bình thường. Kẻ hèn trước khi kết thúc tính mạng của mình đã chết qua hàng trăm lần rồi. Nhưng chỉ có anh hùng mới tồn tại mãi mãi. Tuy là xương cốt của chúng ta sẽ bỏ ở nơi quan du, nhưng mà những ngôi mộ đó nhất định sẽ được người đời sau đời đời truyền tụng, không bao giờ hết. Sẽ được người đời sau nhắc tới, nhắc tới rất nhiều lần. Chúng ta đã anh dũng như thế nào, chúng ta đã bi tráng như thế nào, chúng ta là những người Sở giơ cao trường kiếm, tứ phương thuần phục, bao trùm thiên hạ, không ai có thể chống lại chúng ta. Chúng ta hùng dũng oanh liệt đi hết một vòng thế gian này, bởi vì chúng ta đều là người Sở kiêu ngạo nhất. Các huynh đệ, xin vĩnh biệt. Cùng mọi người sát vai chiến đấu với hạng vũ ta là niềm tự hào nhất. Quyết chết không hàng. Nàng ở trên giang đông chờ ta. Tới lúc này rồi, tại sao chàng vẫn còn lừa thế? Chàng vốn không có ý định quay về giang đông. Chàng định chết ở đây. Chàng đang nghĩ gì vậy? Lưu Bang, người đời nói ông ta bị ổi vô sĩ. Bị ổi vô sĩ chưa đủ để hình dung hắn. Chỉ vì chiến thắng, hắn có thể dứt bỏ tất cả. Ai cũng có thể lợi dụng. Hắn thắng rồi, nhưng ta coi thường hắn. Có thể quên hận thì có thể quên yêu. Có thể là người như vậy mới có thể có được thiên hạ. Nhưng hạng vũ ta không thể làm được. Cho dù ta có sống tới 100 tuổi đi chăng nữa, ta cũng không thể nào sống như vậy được.
tại sao không thể thua một lần? Bởi vì ta là Hạng Dũng. Tại sao không sống tiếp? Sống tiếp sẽ có hy vọng mà. Ta không thể sống vậy, để làm một kẻ thất bại. Một ngày cũng không thể. Bởi vì ta không phải là Lưu Bang. Ngô Cơ, chiến tranh không liên quan tới nữ nhân. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi vòng dây. Nhưng ta bắt buộc phải ở lại, bắt buộc phải ở lại chiến đấu. Hãy tha thứ cho ta. Ta không thể đi tiếp cùng nàng. Đừng khóc nữa. Trời sắp sáng rồi. Múa cho ta một bài đi. Sức bạc núi, chí khí ngút trời, ngựa trùng chân, bởi thời bất lợi. Ngựa chẳng đi, ta biết làm gì. Ngu Cơ hỡi Ngu Cơ, phải làm sao? Quân Hán đã cận kề. Tứ phương
Tướng Sở ca hát. Đại dương khí đã cạn, tiện thiết không thiết sống. Tề Dương, Hạng Vũ đã đột phá phòng tuyến của quán anh tướng quân, đang chạy về phía Ô Giang. Truyền lệnh, Tào Tham tướng quân hỏa tốc tiến về Ô Giang, thắp sáng đường ven sông Hoài và Ô Giang, để Hạng Vũ không còn chỗ trốn. Dạ. Đại quân nhổ trại. Rõ. Yeah.
Truyền mệnh lệnh của ta, người nào lấy được thủ cấp của Hạng Vũ thưởng 100 lạng, phong dạng hộ hầu. Lần này đầu của Hạng Vũ thuộc về quả nhân rồi chứ? Đại Dương nói là phải làm. Hạng Vũ lực này khó chạy thoát được. Không thoát được, không thoát được. Dương Mạnh, bắt lấy. Tôi tội. Hạng Vũ thật không biết chết là gì. Dũng võ. Dũng võ. Bắt lấy. Đứng lại. Các huynh đệ, đi hay không? Đi. Đợi ta, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
cởi áo giáp. Đi thuyền nhỏ nhưng có thể bỏ bớt áo giáp mới có thể chở hết mọi người. Không có áo giáp nếu gặp phải quân Hán phải làm sao? Đúng vậy, đúng vậy. Phải rồi. Sẽ không có chiến tranh nữa đâu. Nhớ năm đó ta dẫn các ngươi từ Hội Kê khởi binh, chinh chiến vô số, đánh đầu thắng đó. Nhưng bây giờ là trời muốn diệt ta, nhưng các người là người vô tội nên trở về quê hương của mình, phải tiếp tục sống cho thật tốt. Vì vậy ta dẫn các người đột phá vòng vây. Hãn Dương, dẫn chúng tôi về Giang Đông, gây dựng lại binh mã rồi tiếp tục đánh với Lưu Bang. Đúng vậy, vậy. Tiếp tục đánh với Lưu Bang. Chiến trận đã đánh, đánh cũng đã quá lâu rồi. Sinh linh lầm than, bá tánh cực khổ, bá tánh thiên hạ đều trông chờ vào ngày thái bình. Các huynh đệ ở đây mọi người cũng như vậy, nên rời xa chiến tranh, buông bỏ vũ khí trong tay, cởi bỏ áo giáp trên người, lên thuyền dừng sông trở về Giang Đông, làm một người dân bình thường, trồng trọt cày cấy, không còn liên quan tới chiến tranh Hán Sở nữa. Lưu Bang tuy xảo quyệt nhưng chắc chắn sẽ biết cách trị vì đất nước thật tốt. Quân Hán thống nhất thiên hạ, hy vọng có thể đối xử tốt với ba tánh Giang Đông. Nếu có thể, hãy để cho người trong thiên hạ an cư lập nghiệp, không phải chịu khổ vô chiến tranh nữa. Hàng Vũ ta có chết cũng an lòng. Giang Đông là quê hương của ta, cũng là quê hương của mọi người. Quê hương của chúng ta tuyệt đối không được để bất cứ ai làm hỏng. Lưu Bang đã có được thiên hạ, nếu như hắn không phải một người nhân nghĩa, áp bức ba tánh vui thú hưởng lạc, hứa với ta nhất định phải cầm lại vũ khí, bảo vệ ba tánh của Giang Đông. Hàm Dương, hãy đi cùng chúng tôi về quy ẩn thôn quê. Phải đó, đúng vậy. Hãy cùng chúng tôi quy ẩn thôn quê đi. Hàn Vũ ta tung hoành một thời, mọi người gọi ta là Tây Sở Bá Dương, chứ hầu trong thiên hạ có ai mà không khiếp sợ ta, đặc biệt là Lưu Bang. Ta không chết, hắn ăn ngủ không yên, không thể nào an tâm. Hàng Dương, Tây Sở không thể không có Bá Dương, không thể không có Bá Dương. Bá Dương, 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 Bá Dương. Bá Dương, Bá Dương, Bá Dương, Bá Dương, Bá Dương, Bá Dương. Mọi người làm như vậy là làm nhục Giang Đông, làm nhục Hạng Vũ ta. Đừng phụ sự khổ tâm của ta.
ngươi hãy tự đi đi. Giết Hạng Vũ có thưởng. 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 Chúa công, chúa công, chúa, 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 chúa. Ah!
Coi như là một phần hậu lễ của người quen. Lưu Bang, thưởng ngàn vàng phong vạn hộ, chỉ muốn cái đầu của ta. Ngươi và ta là đồng hương, lại là cố nhân, vậy hãy để cố nhân đến lấy đầu của ta mà đi lãnh thưởng đi. Nhưng nhớ lấy, nhớ lấy, Hạng Vũ lúc sống và sau khi chết đều không buông bỏ vũ khí xuống. Lưu Bang, để ngươi từ quyệt mộ của Hạng Vũ ta lập tông miếu của Đại Hán, trả lại Thái Bình thịnh trị cho thiên hạ. Đại chiến cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Hạng Vũ chết, các bộ lạc nước Sở đều đầu hàng Lưu Bang. Chỉ có Đất Lỗ từ chối tiếp nhận cai quản, muốn thủ tiết vì Hạng Vũ. Tề Dương, lúc này Hán Dương sai ngựa đưa thư lên cho chúng ta trong vòng 3 ngày lấy được Lỗ Thành, trong đêm nay có thể tấn công. Xin Tề Dương hạ lệnh. Lấy Lỗ Thành rất đơn giản, chỉ sợ sẽ chết thêm nhiều người.
Hơn nữa Hạng Vũ từng là chủ của đất lộ. Đánh trận thì phải có người chết, không cứng rắn sao có thể uy hiếp thiên hạ chứ. Tề Dương điện hạ, rất nhiều trận người đã đánh qua, trận này nhỏ như vậy, chẳng lẽ làm khó được người sao? Hạng Vũ là một người bạo ngược, người thiên hạ đều sợ hắn. Nhưng không có nhiều người thật lòng thần phục hắn. Dùng binh đao để giải quyết sự việc sẽ không thể làm người khác khâm phục được. Nếu không tấn công Lỗ Thành, lẽ nào người Lỗ chịu giơ tay đầu hàng sao? Không phải Hán Dương cho chúng ta thời gian 3 ngày sao? Nhưng thời gian này chúng ta tới Lỗ Thành xem sao. Cận tập tương diễn, cậu bất giáo, tính nải thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, tính mạnh mạnh mẫu, trạch lân sở, tử bất học. Tới đây. Đa tạ. Xin hỏi tiên sinh tới từ nơi đâu? Tôi chỉ là một kẻ qua đường. Không biết thành này sắp bị hủy sao? Sao còn chưa đi? Đang muốn hỏi lão tiên sinh, thành này sắp bị diệt, vì sao trong thành vẫn mở lớp dạy học sinh hoạt bình thường vậy? Xin hỏi tiên sinh, chúng tôi không làm vậy thì biết làm thế nào đây? Hán Dương đang bình định thiên hạ, bỏ thành sinh hàng không phải là có một con đường sống sao? Lỗ Thành chính là vùng đất của Hạng tướng quân đã tử trận. Thân là thần tử, tướng quân đã tử trận, chúng tôi mà tiếp tục đầu hàng thì sao xứng đáng với đạo nghĩa làm người nữa? Trong Luận Ngữ có nói: khả dĩ thác lục xích chi cô, khả dĩ ký bách lý chi mệnh, lâm đại tiết nhi bất khả đoạt giả. Lỗ Thành chính là đất thánh hiền, chúng tôi sao có thể phản bội lại đạo đức mà cả đời đã tu dưỡng được để tham sự sống chứ? Nhưng kết quả là cái chết. Chết thì có sao đâu, nếu so với sống trong nhục nhã, chi bằng chết trong tôn nghiêm còn hơn. Nếu như Hán Dương ông ấy muốn lên ngựa đánh thiên hạ, xuống ngựa trị thiên hạ, thì ông ấy nên tôn trọng đạo nghĩa của bá tánh dân chúng Lỗ Thành này. Ông ấy nên phát huy trọng dụng, tôn trọng tinh thần bất khuất của nhân dân địa phương. Đó cũng là tôn trọng chính ông ta. Lẽ nào sùng lễ, trọng tính chẳng phải là các đạo lý quân dương trong thiên hạ đều muốn đề ra hay sao? Ngài nói đúng không sai, cứ tấn công chỉ sẽ khiến Lỗ Thành máu chảy thành sông. Hán Dương xem trọng nhất là những người trung tính như vậy. Nếu ngài thấy bá tánh trong thành đều như vậy, nhất định ngài sẽ cảm thấy động lòng. Nhưng Dương lệnh đã hạ xuống, cho dù chúng ta có dùng ngựa truyền tin nhanh nhất cho Hán Dương cũng không kịp nữa rồi. Trong thời gian 3 ngày phải làm sao để cứu mạng bá tánh toàn thành đây chứ? Ta có một cách này. Các phụ lão trong Lỗ Thành, cô Dương đang tưởng nhớ chúa công của các người. Các phụ lão trong Lỗ Thành, anh linh của chúa công các người vẫn chưa đi xa. Nếu không được các người tế bái, ngài sẽ không thể yên tâm mà ra đi được. Hãy để chúng ta cùng tưởng nhớ chúa công của các người. Ngài là ai vậy? Vì sao lại tới nhà của tôi? Đại nương, nhiều năm trước bà giặt quần áo ở bên bờ sông, ta đi câu cá ở gần đó, ngày nào bà cũng cho ta ăn cơm đó. Thật ra người ăn cơm của tôi thì nhiều lắm, làm sao mà tôi nhớ được hết? Ta là Hàn Tín. Hàn Tín? Ờ. Không thể nhớ được. Không sao hết, ta vẫn nhớ. Được rồi, tôi phải làm việc đây. Ngài đó, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi phải đi giặt quần áo.
Đại nương, Hàn tính tới để thực hiện lời hứa năm xưa của mình, đa tạ những bữa cơm của bà. Xin hãy nhận của Hàn tính một lời. Cho tôi sao? Ờ, không cần phải giặt quần áo nữa. Ta đói rồi, có gì ăn không? Đứng dậy đi. Quý Đào, Quý Đào, mau giúp ta lấy mấy bộ quần áo này vô. Tên đó quay lại rồi. Nè, mau đem vô hết cho ta. Ta phải đi trốn mấy ngày. Còn ngay ra đó làm cái gì? Nằm đó có tên tiểu tử. Lần này đại dương quay lại, thực sự là để giết tôi sao? Đại dương, năm đó tiểu nhân có mắt không trồng, đã làm nhục đại dương ngài. Mong đại dương không tính toán chuyện cũ, xin hãy tha cho tiểu nhân đi. Hả? Chui qua đi. Ta sẽ tha cho ngươi. Dạ, tôi sẽ chui qua. Tôi chui, ngài sẽ tha cho tôi chứ? Tôi chui qua thì ngài sẽ tha cho tôi. Tôi chui qua thì ngài sẽ tha cho tôi. Ngẩng đầu lên. Ngươi còn làm đồ tể không? Có. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ cơm ăn áo mặc cả đời, cho con của ngươi học chữ. Hãy tốt với phu nhân của ngươi. Hãy sống cho tốt. Ta đại dương, Hoài Âm Hầu, ta có một tin vui nhất định phải thông báo cho ngài. Tin vui từ đâu? Tiền tuyến vừa mới truyền chiến báo tới, nói là Trần Hy đã bị tiêu diệt rồi. Đúng là một chuyện vui mừng. Hôm nay thiên tử đại thắng, các đại thần đều tiến cung để mà chúc mừng. Ta và ngài có thể cùng đi. Ngày hôm nay của Hàn tính tôi chính là thành tựu của tướng quốc. Tôi đã từng nói với mọi người, nếu có ngày tướng quốc kêu tôi đi vào núi đao biển lửa, Hàn tính tôi quyết sẽ không từ chối. Chỉ không ngờ hôm nay người mời tôi lại là ngài. Được. Ừ.
Tiêu đại nhân, bảo trọng. Ngươi cũng to gan lắm. Hàn Tín tham kiến Dương Hậu, dám mưu phản cùng Trần Hy. Ngươi đã biết tội chưa? Hàn Tín hành sự lỗi lạc, làm gì có chuyện mưu phản. Thật sự trong mắt của ngươi không còn ai nữa. Chết đến nơi rồi còn không nhận tội. Ngươi cười cái gì chứ? Tôi không có cười. Hoàng đế muốn giết tôi, có thể tìm ra một cái cớ nào đó. Ngươi đang nghĩ định giết tôi như thế nào chưa? Ta biết ban đầu hoàng đế đã có lời hứa đối với ngươi. Dù cho ngươi có phạm phải trọng tội gì, thì trong năm hoàn cảnh không được giết. Gặp trời không giết, gặp đất không giết, gặp ánh sáng không giết, gặp đồng không giết, gặp sắc không giết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vi phạm lời hứa của hoàng đế đâu. Ngươi ở trong này thấy được ánh sáng không? Có thể tắt hết nến trong này đi cũng được. Hàn Tín, cả đời ngươi đã quá kiêu căng tự đại rồi. Trong mắt ngươi chẳng coi trọng được mấy người. Ta sẽ để cho một đám nữ nhân ép ngươi tới chết. Ngươi đâu? Dạ. Giết. Dạ. Dạ. Tiêu đại nhân, ngài tìm tôi có chuyện gì? Hàn Tín chết rồi. Hả? Chính ta đã giúp cho hoàng hậu giết chết hắn. Ngài, bỏ đi, ngươi cũng chết rồi, không cần nói gì nữa hết. Ông là người mà ta tin tưởng nhất. Ta tìm ông tới là muốn nhờ ông làm giúp ta một chuyện. Là chuyện gì? Mấy năm nay những chuyện ta làm ông đều biết hết. Bây giờ ta lại giúp hoàng hậu giết chết Hàn Tín. Đây chẳng phải chuyện tốt gì đối với ta. Ta muốn nhờ ông tố cáo với họ là ta tham ô. Tại sao chứ? Bởi vì không lâu nữa thánh thượng sẽ tìm lý do bắt trói ta lại, rồi sẽ tìm cách dồn ta vào tội chết. Sau khi ta vào ngục thì ông hãy giao chứng cứ tham ô của ta cho bọn họ. Nhưng mà tôi làm gì có chứng cứ chứng minh ngày tham ô mà giao cho họ đi chứ? Ta sẽ nghĩ cách để ông tìm ra chứng cứ phạm tội của ta.